Làm cách nào để nhận biết kéo Robin bị cùn anh? Cảm ơn bạn đặt câu hỏi. Bạn có thể nhờ thầy cô hoặc thợ Robin lâu năm lựa giúp nếu đang học, nếu mới ra làm nghề. Quý sẽ chia sẻ cách thử bén của đội ngũ mài kéo Quý PN lúc mài xong như thế này. Đây là hai cây kéo cùng loại khách gửi, tức là cùng thương hiệu luôn. Một cây cũ, dĩ xét lởm chởm mới mài xong, và một cây mới, khách mới mua có một tuần lễ mà khách gửi đi mài. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Việc đầu tiên, mình sẽ chỉnh ốc kéo vừa đủ. Vừa đủ thôi nha các bạn, đừng có lỏng mà sụp xịt quá. Rồi các bạn cầm như thế này, nhớ cái đầu ngón cái hờ hờ thôi nha, để mình khép. Đấy. Nhưng mà các bạn không ấp xuống thử giống như thợ Rumin, thì các bạn ngửa lên như thế này. Rồi các bạn chích nó vô một nhóm lông. Yeah, chích vô để coi nó ăn không. Ok nha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ mở ra, các bạn thử dài hơn. Ok, thì nó ăn rồi các bạn. Và các bạn lưu ý các bạn khép lại thôi, ngón cái cử động thôi nha các bạn. Rồi còn độ ngọt là do mài, do đánh bóng, do máy móc. Rồi sau đó tới cây này, mình cũng thử giống như vậy, cây chưa mài mà mới á, khách mới mua một tuần. Rồi thử. Ok, ok, mũi ok. Giờ tới thân nè các bạn. Các bạn thấy không ạ? Các bạn thấy không ạ? Rất là rõ ràng ha. Các bạn nghiến mạnh là nó tầm thường rồi, thì các bạn chỉ khép thôi. Đó. Và nhớ ốc kéo đừng lỏng quá nha. Quý PN may mắn được các thầy cô Rumin, các thợ ở khắp nơi ủng hộ dịch vụ mài phục hồi kéo tông đơ. Từ những chia sẻ của tất cả mọi người, từng bước mình đào tạo cho đội ngũ của mình tiến bộ hơn bằng những phương pháp, những kết quả ngày càng tuyệt vời hơn, giúp cho các thầy cô thợ Rumin tạo những tác phẩm nghệ thuật ở trên thú cưng là điều hạnh phúc nhất. Chúc tất cả thật nhiều sức khỏe và thành công.